Dương là tôi tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin nói về trường SIH tại Singapore có những điểm mạnh nào thu hút nhiều sinh viên quốc tế. Thì trường SIH chuyên đào tạo về ngành quản trị du lịch khách sạn. Ngoài chương trình đào tạo du lịch khách sạn thì trường cũng còn có đào tạo về quản lý sự kiện và casino. Trường SIH được Hiệp hội các nhà quản trị kinh doanh Vương Quốc Anh và Hiệp hội các học viện kinh doanh của Vương Quốc Anh chứng nhận chất lượng đào tạo. SIH cũng được tổ chức đào tạo WSQ chứng nhận ISO 9001-2008, được chứng nhận EduTech 4 năm và được hỗ trợ bởi một hệ thống quản lý chất lượng cao. Đội ngũ quản lý của trường bao gồm những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành công nghiệp hoặc là cựu quan chức cấp cao của Hội đồng Quản trị Du lịch Singapore, Viện Giáo dục Kỹ thuật và Bộ Ngoại giao. Giáo viên của trường là những chuyên viên cấp cao hàng đầu trong ngành công nghiệp du lịch khách sạn của những cơ sở hàng đầu như là Raffle Hotel, Woodwood Park Hotel. Và nếu các bạn có ý theo học các ngành về du lịch nghỉ dưỡng, sự kiện chiến lược, quản lý khách sạn quốc tế v.v. thì tại Singapore các bạn có thể chọn trường SIH. Chương trình đào tạo của trường thiết kế có sự kết hợp với các chương trình đào tạo của các trường và học viện ở Thụy Sĩ. Sinh viên được giảng dạy bởi những giảng viên chuyên nghiệp và các chuyên gia trong ngành công nghiệp du lịch và có kinh nghiệm sâu sắc và họ làm trong các cơ sở hàng đầu của thế giới. Và chương trình đào tạo cao đẳng thì có các ngành như là quản lý sự kiện, quản lý lữ hành du lịch khách sạn, quản lý khách sạn. Thời gian học là 9 tháng, yêu cầu là tốt nghiệp trung học phổ thông IELTS là 5.5 hoặc là hoàn thành khóa học tiếng Anh tại trung tâm của trường. Về chương trình đào tạo cao đẳng năm cao thì có ngành quản lý sự kiện, ngành quản lý lữ hành du lịch khách sạn, chuyên ngành quản lý dịch vụ VIP, ngành quản lý khách sạn. Thời gian học là 9 tháng, yêu cầu là 17 tuổi trở lên, hoàn thành khóa học cao đẳng IELTS 5.5 hoặc là hoàn thành khóa học tiếng Anh của trường. Về chương trình đào tạo cử nhân thì ngành quản lý du lịch khách sạn, thời gian học là trong vòng 27 tháng, yêu cầu đầu vào là A-Level hoặc là tốt nghiệp trung học phổ thông IELTS là 5.0, chứng chỉ tiếng Anh học thuật. Ngành quản lý sự kiện chiến lược, quản lý kinh doanh và chiến lược, quản trị khách sạn chiến lược thì thời gian học là trong vòng 12 tháng. Yêu cầu đầu vào là trên 18 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng hoặc là cao đẳng nâng cao, IELTS là 6.0. Đối với chương trình đào tạo sau đại học thì có các ngành như là quản trị du lịch và nghỉ dưỡng, ngành quản lý khách sạn, thời gian học là trong vòng 12 tháng. Yêu cầu là tốt nghiệp đại học, IELTS là 6.0, học hoàn thành khóa học tương đương tại trung tâm Anh ngữ của trường. Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản lý, chuyên ngành quản trị khách sạn quốc tế thì thời gian học là trong vòng 18 tháng, 12 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập. Yêu cầu là tốt nghiệp đại học chuyên ngành tương ứng, IELTS học thuật là 5.5. Và mọi thắc mắc về vấn đề trên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, quận Tân Bình, quận Nhất, hoặc bạn cũng có thể gọi về số 083 848 4879 để chuyên viên Tân Đại Dương hỗ trợ bạn.